Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa JavaScript cơ bản tại F8 và tiếp tục trong chuỗi bài học về Dome Event. Ở trong bài học này mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai phương thức của đối tượng Event giúp các bạn làm được hai công việc sau. Thứ nhất là phương thức Prevent Default. Thì với cái phương thức này là các bạn có thể sử dụng nó để loại bỏ cái hành vi mặc định của trình duyệt trên một cái thẻ HTML các bạn nhá. Tiếp chút nữa là mình sẽ giải thích các bạn dễ hiểu hơn. Mình đưa ra ví dụ được chưa? Và tiếp theo, thằng số 2 là các bạn sẽ được học về phương thức là Stop Propagation. Thì cái thằng này nó sẽ giúp các bạn loại bỏ được cái sự kiện nổi bọt mà mình đã đưa ra cái ví dụ ở cách đây 2 video, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào một cái ví dụ để các bạn có thể được học và dễ hiểu hơn cho cái hai phương thức này, được chưa? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng học về cái phương thức Prevent Default. Thì mình sẽ đưa ra một cái bài toán như thế này. Đây, mình có một cái thẻ A nhé. Ví dụ mình ở đây mình có một cái thẻ A. Href là mình sẽ đưa trang F8 vào. Đây, F8.edu. Đây là cái trang F8 ngắn nhất các bạn nhé. Các bạn có thể truy cập bằng cách ngắn gọn như này. Thì mình viết một cái chữ vào đây là học lập trình, được chưa? Đó. Thì bây giờ cái hành vi mặc định của cái thẻ A này là gì các bạn? Là khi các bạn click vào thẻ A thì cái trình duyệt của các bạn nó sẽ được dẫn link tới cái trang web mà các bạn điền ở trong cái thuộc tính href này, đúng không? Bây giờ mình click vào này. Đó, nó sẽ chuyển sang trang fullstack.edu.vn, được chưa? Thì đó là cái hành vi mặc định của thẻ A. Nhưng tuy nhiên ấy, sẽ có những trường hợp mà các bạn lại muốn cái hành vi mặc định này nó lại không diễn ra, được chưa? Thì lúc đó là các bạn mới có thể ứng dụng cái thằng Prevent Default này. Thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ như sau. Bây giờ mình có nhiều thẻ A. Một trang là trang Google đi, được chưa? Là mình viết vào là gì? Là tìm kiếm đi. Tức là bấm vào đây là đến cái trang tìm kiếm là google.com.vn. Đó. Thì bây giờ đây mình br ở đây cái cho nó xuống dòng. Đó, thì bây giờ mình bấm vào đây thì đến trang F8, bấm vào đây là đến trang Google, đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn đưa ra một bài toán là nếu mà cái link mà các bạn click vào, tức là cái thuộc tính href của thẻ A mà các bạn click vào mà nó chứa cái chữ là f8.edu.vn thì lúc đó chúng ta mới chuyển trang thôi. Còn nếu mà không chứa cái chữ f8.edu.vn thì chúng ta sẽ không làm gì cả, được chưa? Thì bây giờ các bạn nhìn đây cùng là thẻ A để xem làm thế nào để chúng ta làm được cái điều đó, đúng không? Thì bây giờ để ra lấy ra tất cả những cái thẻ A thì các bạn làm thế nào? Các bạn có thể làm sao? Tạo ra một biến là gì? Là A element, đấy element. Đấy. Bằng gì các bạn? Bằng document chấm query selector. Và các bạn selector all nhá. Và các bạn truyền vào đây là thẻ A. Hoặc là có một cái cách sử dụng thằng Excel collection, đúng không? Thì các bạn có thể chấm gì? Chấm thằng anchor. Đây, anchor đây. Anchor này nó nghĩa là gì? Là lấy ra những cái thẻ A, đúng không? Lấy thẻ A có name thôi. Thì ở đây các bạn sẽ phải đặt name vào cho thêm hai thẻ A này. Ví dụ như là ở đây là name. Ở đây mình cứ ví dụ cho các bạn hình dung nhá. Nhắc lại không bạn lại quên. Yeah. Thì nó có nhiều cách mà. Các bạn cứ làm sao mà lấy được ra cái element của thẻ A là được. Có thể sử dụng query selector, sử dụng get element by id hoặc là by class name gì đó, được chưa? Thì đây là cái thẻ A mà các bạn chưa lấy được nhá. Còn hoặc các bạn gõ vào link. Đây là link này thì lấy luôn tất cả những thẻ A ra. Đó, nó sẽ trả về cho các bạn hai thẻ A luôn. Đó, được chưa? Còn nếu mà sử dụng là anchor như vừa nãy thì các bạn sẽ phải đặt name cho hai cái thẻ A này. Ví dụ như là name là bằng học lập trình. Đấy, nhắc lại kiến thức cũ nhá, bởi vì mình nghĩ là các ông học hành dễ hay quên lắm đấy. Học lập trình này, đây là tìm kiếm chẳng hạn. Đó, thì có name thì nó sẽ lọt vào thằng anchor. Đó, được chưa? Đấy, nó lọt hai ông vào đây. Các bạn thấy chưa? Ok, thì ở đây là name này các bạn cũng có thể viết là, thường thì các bạn sẽ không đặt là tiếng Việt này đâu, đặt là tiếng Anh và viết liền nhau hoặc là cách nhau dấu gạch dưới thôi. Nhưng được rồi, nhắc lại cho các bạn nhớ nhá. Chúng ta có thể lấy thẻ A bằng cách như vậy. Nhưng ở đây mình lấy bằng link cho nhanh. Rồi, thì bây giờ ấy, khi mình lấy được ra những cái thẻ A này rồi, nó là trả về Excel collection, thì bây giờ mình muốn lắng nghe sự kiện click trên cả hai thẻ A này thì mình làm như nào? Nghĩa nhiên là mình sẽ làm sao? Mình lặp qua, đúng không? Mình sẽ viết ra một cái vòng for nhá. Và y bằng 0 này. Vòng for sẽ chạy khi mà y nhỏ hơn gì? Element a.lang. Và chúng ta sẽ tăng y lên. Được chưa? Ok, thì bây giờ bắt đầu mình lắng nghe sự kiện nhá. Mình sẽ là a element. Chuyển y vào đây. Lắng nghe sự kiện click. Thì sẽ là on click. Được chưa? Gắn bằng một cái function. Và nhận lại thằng event. Thằng mount event ở đây. Được chưa? Và bây giờ mình có thể console log ra cái thằng e.target là để làm gì? Để target tới chính cái thẻ A mà chúng ta click vào. Và chúng ta chấm tới cái gì? Chấm tới cái thằng href của nó để lấy ra cái URL mà chúng ta đang điền vào trong thẻ đây, trong thẻ href đây, trong cái attribute href đây, được chưa? Bây giờ mình ra mình thử click vào cái chữ học lập trình xem điều gì sẽ xảy ra nhá. Click vào này. À đây, nó chuyển sang cái trang F8. Và click vào bây giờ tìm kiếm thì làm sao?
nó chuyển sang trang là Google. Thì rõ ràng là bây giờ chúng ta bài toán của chúng ta là gì? Là nếu mà có F8 thì chúng ta sẽ phải cho chuyển, còn nếu không có F8 thì sẽ không cho chuyển, đúng không? Thì bây giờ các bạn chú ý nhá, khi mình click vào ấy ở cái tab, cái cửa sổ console log này này, nó sẽ hiển thị ra cái e.target.href này rất là nhanh. Nó hiển thị ra cái giá trị href rất là nhanh và nó biến mất khi mà nó chuyển trang. Thì các bạn nhìn nhá, nhìn vào đây trước này. Bây giờ mình sẽ click vào cái chữ học lập trình nhá, click này. Đó, các bạn thấy không? Nó hiện ra là f8.edu.vn rồi lập tức nó chuyển trang. Thì khi nó chuyển sang trang mới thì cái thằng console log này nó bị refresh lại, thế nên là các bạn thấy nó biến mất thôi. Thì các bạn có thể một cách để giữ lại cái log này bằng cách là bấm vào cái setting ấy. Đây, bấm vào cái thằng preserve log. Preserve có nghĩa là các bạn giữ lại ấy, được chưa? Preserve log có nghĩa là giữ lại cái log, được chưa? Thì bây giờ các bạn có thể bấm vào học lập trình này. Đó, cái log nó giữ lại và các bạn thấy rằng là gì? Nó không bị mất đi khi chuyển trang, được chưa? Và bây giờ các bạn quay lại trang cũ thì nó không mất đi khi mà tích vào preserve log nhá, nó sẽ giữ lại log cho các bạn. Cái chữ là thằng navigate này là có nghĩa là nó đang nói với các bạn rằng là nó đã chuyển sang một trang mới thôi, được chưa? Mình quay lại này. Đó, lại navigate quay lại cái địa chỉ của thằng thằng local của mình, đúng không? Đó. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy đây, khi bấm vào là nó vẫn in ra cái thằng console log này, thì có nghĩa là cái đoạn mã JavaScript này của các bạn nó vẫn chạy, nhưng tuy nhiên là cái hành vi mặc định của thẻ A là nó vẫn diễn ra, nó vẫn chuyển trang, được chưa? Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ có bài toán như sau: kiểm tra nếu mà có chữ là f8.edu.vn thì mới chuyển, còn nếu mà không có thì sẽ không chuyển, được chưa? Thì bây giờ mình bỏ cái chữ preserve log đi, không cần nữa. Rồi, thì bây giờ ở đây đúng không? Mình đi check nhá. Thì mình sẽ check như nào các bạn? Đây, mình sẽ check là nếu mà nó là cái trang F8 thì mình mới cho chuyển đi. Thì mình sẽ check là như nào? Nếu mà cái chuỗi này nó start with, có nghĩa là nó bắt đầu. Đây, bắt đầu. Start with. Nó bắt đầu. Cái đây là một cái thuộc tính của chuỗi các bạn nhá. Nó là của S6, JavaScript S6. Để nó check xem là cái chuỗi của chúng ta nó có bắt đầu với một cái chuỗi gì đó hay không. Thì ở đây mình muốn kiểm tra là nếu mà cái thằng href này nó bắt đầu với cái chuỗi là HTML, HTTPS đây. Đấy, HTTPS 2.edu.f8edu.vn thì chúng ta sẽ cho chuyển trang, được chưa? Còn trong trường hợp mà không bắt đầu với thằng gì, với thằng f8.edu.vn này, thì chúng ta sẽ không cho chuyển trang, được chưa? Thế nên là mình sẽ thêm dấu not vào đây, có nghĩa là nếu mà trong trường hợp không phải là cái url f8.edu.vn thì chúng ta sẽ bỏ đi cái hành vi mặc định của cái thẻ A này. Thì đây là cái event trả lại khi mà các bạn click nhá, thì mình sẽ lấy cái event này, event mình chấm tới cái thuộc tính là prevent default. Đó, thì có nghĩa là gì? Khi không chứa cái thuộc tính href này mà không chứa cái chuỗi là cái url của f8 thì chúng ta sẽ ngăn chặn cái hành vi mặc định, được chưa? Còn nghiêm nhiên là nếu mà nó chứa cái bắt đầu với cái URL này thì lúc đó cái hành vi mặc định nó vẫn sẽ diễn ra, lúc đó nó sẽ chuyển được trang, được chưa? Thì bây giờ mình click vào chữ học lập trình nhá. Đó, thì lúc đó là cái điều kiện if này nó sẽ sai, bởi vì ở đây mình có dấu not mà. Đó, nó sẽ sai khi click vào đó, bởi vì cái URL của chúng ta là chính là cái URL bắt đầu với cái thằng này, đây là thẻ A này, được chưa? Thế nên là nó chuyển trang. Còn bây giờ mình thử click vào thằng Google xem nhá, click này. Đó, các bạn thấy không? Click không chuyển trang nữa. Đó, thì đây chính là một cái cách để mình có thể bỏ đi, mình ngăn chặn cái hành vi mặc định của trình duyệt trên một cái thằng HTML, được chưa? Thì ở đây là nó có khá là nhiều thẻ HTML nó sẽ có những cái hành vi mặc định các bạn nhá. Và nó có khá là nhiều những trường hợp có những cái hành vi mặc định nữa. Thì mình sẽ khả năng mình sẽ thêm cho các bạn một cái ví dụ nữa để các bạn hình dung ra nó có những cái trường hợp mà các bạn có thể ứng dụng thằng này nó thực tế nhá. Đây, cái trường hợp thực tế thứ nhất là mình vừa đưa ra minh họa rồi. Còn bây giờ mình sẽ đi cho các bạn thêm một cái ví dụ số 2. Ví dụ như bây giờ nhá. Mình có một cái thẻ là input đi. Input. Yeah. Đó, mình sẽ có một cái placeholder là bằng tìm kiếm chẳng hạn. Đó. Đó, và bây giờ ấy, khi tìm kiếm nhá thì mình mong muốn nó sổ ra một cái list kết quả tìm kiếm, thì mình lấy minh họa thôi, minh họa bằng một cái thẻ UL LI. Ở đây là tìm kiếm khóa học chẳng hạn thì sẽ ra là JavaScript, PHP và Golang chẳng hạn nhá. Đó, Golang. Đấy. Thì bây giờ ấy, mình mong muốn là gì? Là khi click vào đây thì nó mới hiện ra thằng này thôi. Thì bây giờ mình sẽ CSS nhá. Cái này là học ở khóa HTML của mình rồi đúng không? Mình sẽ cho cái ông UL này là ẩn đi. Display là bằng none. Đó, đã ẩn. Và khi focus vào thẻ input thì mới hiện ông UL lên, được chưa? Thì sẽ là gì? Input 2.focus, được chưa? Và gì?
dấu ngã này để lấy ra cái ông element đằng sau, được chưa? Ngã ra cái ông UL này. Và nếu mà ông input focus thì ông UL ở đằng sau sẽ có display là bằng block, được chưa? Đó. Thì bây giờ mình focus vào đây nhá. Focus vào. Đó, nó hiện lên. Blur ra ngoài. Lại ẩn đi. Đó. Thì bây giờ nó sẽ có một cái trường hợp như sau. Mình muốn tìm kiếm thì giả dụ mình gõ vào đây là PHP chẳng hạn. Đấy, nó ra cái kết quả tìm kiếm như này. Được chưa? Thì khi mình focus vào đây thì nó sẽ hiện ra thằng này. Nhưng đương nhiên là khi mà các bạn tìm kiếm xong ấy thì cái kết quả nó hiển thị. À, mình đang render video, xin lỗi các bạn, nó bay lên này, không sao không sao. Đây, quay trở lại. Đây, rồi. Thì các bạn nhìn nhá, khi mà các bạn bấm vào đây này, nó nhảy nhảy nhót cái gì đây? Close. Được rồi. Đó. Thì bây giờ ấy, khi mà các bạn click vào đây, các bạn search nó ra cái kết quả tìm kiếm ở đây thì nghiễm nhiên là các bạn sẽ muốn là click vào kết quả tìm kiếm đúng không? Nhưng cái điều này các bạn sẽ không thể click vào được, tức là cái điều này trong cái trường hợp này các bạn sẽ không thể click vào đây được. Mình click này, đó, nó mất luôn, bởi vì sao? Cái hành vi mà các bạn click ra ngoài này thì nó sẽ mất cái focus vào cái thẻ input này, và khi mất focus vào thẻ input này thì làm sao? Thì cái kết quả tìm kiếm của chúng ta nó sẽ bị ẩn đi, đó, các bạn thấy không? Nó bị ẩn đi luôn rồi, bởi vì đây nếu mà focus thì mới hiện UL đó. Nhưng bây giờ các bạn lại muốn ngăn chặn cái hành vi mặc định này thì đó chính là cái lúc gì? Cái lúc mà các bạn sử dụng cái phương thức là prevent default. Mình sẽ minh họa cho các bạn xem luôn. Ví dụ như bây giờ mình muốn bắt được cái sự kiện click vào cái thẻ LI này nhá. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ đi lắng nghe, mình sẽ đi vào thẻ UL đi, mình ví dụ vào thẻ UL nhá. Mình sẽ lắng nghe cái sự kiện click vào thẻ UL là document chấm query sector, đưa vào UL và lắng nghe luôn on click bằng một cái function. Đó. Và mình đưa vào đây là E. Đó. Thì bây giờ mình lấy cái ví dụ là mình muốn là khi click vào UL thì mình sẽ làm sao? Console log ra e.target đi. Ví dụ thôi. Đó, thì bây giờ nhá, mình bấm vào đây. Đây chính là thẻ UL đây, thẻ LI UL đây, mình click này. Đó, nó không hề lọt vào đây luôn. Bởi vì sao? Khi mình click một cái là nó blur ra khỏi cái thẻ input là nó đã sai cái CSS đi. Ông này không còn focus nữa, thế nên là UL đã thành display none ẩn luôn, nên là mình không có kịp cái cơ hội để mà mình click được vào nó. Thế nên là nó không thể bắt được cái sự kiện này, được chưa? Thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì mình thử bỏ cái thằng display bằng none đi nhá. Đó, bây giờ nó hiện luôn ở đây, mình click vào này. Đó, thì nó bắt được ngay, click được vào ngay chính cái thẻ LI đây. Thực ra là đây sự kiện nổi bọt đấy các bạn nhá. Mình lắng nghe sự kiện ở UL. Nhưng khi mình click vào con của thằng UL thì nó vẫn nổi bọt ra ngoài, đó. Được chưa? Đó, nhưng bây giờ nếu mà có display none thì chúng ta sẽ không thể click vào. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi cái hành vi mặc định bằng cách nào? Được chưa? Thì bây giờ các bạn để ý nhá. Khi mà các bạn muốn bỏ cái hành vi mặc định này đi ấy, thì các bạn vào cái sự kiện UL này. Đây, cái thằng UL đây thì mình sẽ làm như này. Mình đưa nó ra một cái biến cho nó dễ nhá, là UL element. Đó, ở trên này mình sẽ va UL element bằng cái thằng này. Đó. Thì các bạn để ý nhá. Click vào đây và mình click vào cái thằng này. Đó. Thì ở đây thực ra ấy, các bạn cần phải ngăn chặn cái hành vi mặc định ngay từ khi các bạn bấm cái con chuột xuống. Mình nhìn này, mình bấm chuột xuống, mình chưa nhấc lên nhá. Bấm chuột xuống. Đấy, mình chưa hề nhấc con chuột lên, nó đã mất rồi. Nó đã mất blur rồi. Thì có nghĩa là đây là cái sự kiện là on mount down, tức là khi mà các bạn click chuột xuống thì các bạn sẽ phải lắng nghe cái sự kiện của thẻ UL ngay từ khi on mount down. Đó, bằng một function nhận lại cái event của chúng ta, được chưa? Và các bạn ngăn chặn cái hành vi mặc định của thằng này là vừa nãy học rồi. Event chấm gì? Prevent. Đây. Prevent. Prevent default. Đó. Thì có nghĩa là bây giờ chúng ta ngăn chặn cái hành vi mặc định của trình duyệt nó xảy ra khi mà các bạn on mount down lên cái thẻ UL này. Nhìn nhá, on mount down. Đó, không mất nữa, mình đang bấm chuột xuống các bạn nhá, mình nhấc lên này. Đó. Vào được thẻ LI mà các bạn thấy không, focus không mất luôn cơ, vẫn focus đó. Thì bởi vì sao? Chúng ta đã bỏ đi cái hành vi mặc định của nó rồi, thế nên là nó sẽ không diễn ra những cái mà các bạn nghĩ rằng là nó xảy ra nữa, được chưa? Ok, thì đó là rất là kỹ về cái thằng prevent default ấy nhá. Thì các bạn có thể ngăn chặn mọi cái hành vi mặc định nó xảy ra trong cái trang web của các bạn mà bình thường nó xảy ra như vậy, thì các bạn có thể ngăn chặn nó với cái thằng gì, prevent default, được chưa? Rồi thì bây giờ đến lượt cái trường hợp là chúng ta học về thằng số 2 này để ngăn chặn cái hành vi sự kiện nổi bọt đấy, hay là nó được hiểu là cái hành vi lan truyền đấy. Thì bây giờ xóa hết thằng này đi để sang một cái ví dụ tiếp theo. Mình sẽ có cái ví dụ như này nhá. Đây, mình đưa ra một cái thẻ div đi. Mình có một cái chữ là div, được chưa? Và trong cái chữ div bên cạnh thằng chữ div này mình sẽ có thêm một cái thẻ gọi là thẻ H1 đi. À thôi, một cái nút nút đi, một cái button đi.
có một cái button và có cái chữ là click me đó. Thì bây giờ ấy, khi mình click, mình đưa một cái bài toán như này, khi mình click vào cái button này thì nó in ra cái chữ là click me, khi mình click vào cái thằng div này thì nó in ra chữ là div, được chưa? Thì mình làm đơn giản thôi. Đây, on click mình lắng nghe luôn trong DOM attribute, event attribute đấy nhá. Thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ gì, in ra chữ div thì mình làm luôn đúng như yêu cầu luôn, in ra chữ div rất đơn giản đó. Còn bây giờ với cái ông này thì in ra chữ click me thì gì, on click bằng console log chấm console chấm log và in ra chữ click me, mình viết thẳng vào luôn chứ, bởi vì mình đâu có yêu cầu là phải lấy ra đúng không, mình chỉ nói là in ra thôi mà đó. Thì bây giờ mình click vào thằng div này nhá, đó là in ra div. Và các bạn đương nhiên là các bạn mới học, các bạn sẽ nghĩ vào đây thì click vào đây sẽ in ra click me, nhưng không phải nhá, nó sẽ in ra click me và nó in ra cả div nữa đấy. Đó, các bạn thấy không, in ra click me và div này, click này đó. Thì ở đây là bởi vì đây là cái hành vi sự kiện của nó, đừng nổi bọt, mình đã giải thích ở cách đây hai video rồi đúng không, mình giải thích lại nhá. Khi các bạn click vào cái thằng này thì lúc đó cái sự kiện click nó sẽ diễn ra ở chính cái element này, được chưa, và nó lọt vào thằng này, nó in ra console log click me. Nhưng cái sự kiện đấy các bạn hãy tưởng tượng nó như là một cái quả bong bóng, nó như là một cái quả bong bóng bọt của các bạn nó đang được chìm ở dưới nước ấy. Thì bắt đầu là nó xảy ra cái bong bóng ở đây là bắt đầu làm sao, nó sẽ tác động lên đây, nhưng bắt đầu sau khi xảy ra ở cái element này nó nổi dần lên, được chưa, nó nổi ra ngoài thẻ cha, thẻ ông ngoài cùng của nó đó, thì nó nổi ra ngoài này. Thì lập tức là cái sự click của cái ông này, nhưng nó cứ nổi dần ra, thế nên nó lọt cả vào cái click của ông này. Thế nên là đầu tiên thì nó in ra click me và tiếp theo nó in ra là div, được chưa, click này đó. Thì bây giờ làm sao để chúng ta loại bỏ được cái hành vi này các bạn, làm sao để loại bỏ? Thì thực ra trong thực tế sau này các bạn sẽ có những cái trường hợp mà một cái layout của các bạn nó, ví dụ như cái layout nó vuông vuông như này nhá, ở trong đó nó có rất nhiều nút, các bạn lại muốn bấm vào bên ngoài thì làm một việc, bấm vào bên trong thì lại làm một việc khác, thì lúc đó các bạn sẽ gặp cái trường hợp là khi bấm vào bên trong nó sẽ bị nổi bọt ra ngoài, được chưa? Thế nên là các bạn sẽ phải bỏ đi cái hành vi nổi bọt này. Thì ở đây là các bạn bỏ hành vi nổi bọt này ở chính thằng click me ấy, để là ngăn chặn cho cái sự kiện đó nó chỉ xảy ra trên cái button này thôi và nó không nổi bọt đi nữa. Thì rất là đơn giản, các bạn có thể ở đây thì viết ở đây thì thường thường viết ở trong DOM event này thì nó sẽ khó hơn để cho các bạn tưởng tượng nhá. À, tức là nó viết ở trong đây thì nó sẽ khó nhìn hơn, thế nên là mình sẽ move nó sang bên này để cho các bạn dễ hình dung. Thì ở đây là mình sẽ có thẻ div nhá. Đây, document chấm chấm query sector. Đó, bình thường thì chúng ta sẽ cũng viết ở bên này chứ chúng ta không viết ở bên kia đâu. On click. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái video cuối khóa là hướng dẫn các bạn là nên viết JavaScript như thế nào, được chưa? Nên viết như thế nào cho nó đúng, cho nó tức là nó đúng hơn với cái cách làm để nó thuận tiện sau này, được chưa? Đó, thì bây giờ mình bỏ cái thằng attribute event ở đây đi, mình sẽ in ở bên này, được chưa? Và bây giờ mình sẽ thêm cái ông là gì, cái ông ở bên này là ông button đó, và khi click vào thì in ra cái chữ là click me, click me đó. Và bây giờ bỏ cái sự kiện lắng nghe trong attribute đi đó. Thì bây giờ nhá, mình test lại, click này đó, cái nổi bọt nó vẫn diễn ra. Thì bây giờ khi đứng ở thằng click này các bạn sẽ nhận được cái event khi bạn click vào, đúng không? Bây giờ bỏ đi cái hành vi mặc định thì khi nãy là học là thằng parent default rồi. Nhưng bây giờ là ngăn chặn nổi bọt thì chúng ta sử dụng là thằng stop propagation các bạn nhá. Thì đây, viết vào đây là e.stop propagation. Đấy, bây giờ mình click vào click me này. Đó, nó không nổi bọt nữa. Đó, nó khá là dễ hiểu như này thôi, nhưng mình làm rất là kỹ để cho các bạn mới tinh mơ thì các bạn vẫn có thể hiểu được những cái này. Được chưa? Đó, nó không nổi bọt nữa rồi. Khá là đơn giản thôi. Còn đương nhiên mà không có cái chữ này thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ lại nổi bọt ra. Đó, ok, được chưa? Rồi, và các bạn cũng tránh viết xử lý nhiều ở trong DOM event nhá, trong DOM attribute nhá. Khi nãy mình viết ở trong này ấy, với cái mục đích là để cho nó nhanh thôi, chứ thực tế khi làm việc các bạn đừng học cái cách là viết ở đây. Khi làm việc thực tế chúng ta sẽ bút nó ra ngoài như thế này. Và như mình nói, cuối khóa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách viết để các bạn có thể viết được nó đúng chuẩn hơn, được chưa? Thì ở trong bài học này có hai thuộc tính thôi, nhưng vô cùng kỹ càng để giúp các bạn có thể nắm được những cái điều cơ bản khi các bạn làm việc với DOM, và giúp các bạn có thể nắm chắc hơn những cái nền tảng này. Sau này sẽ giúp các bạn làm việc nó chỉn chu hơn, các bạn sẽ làm ra được những cái chức năng mà nó đòi hỏi cái sự chỉn chu, chi tiết, được không ạ? Rồi, ok, thì video này đến đây kết thúc. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.